Thanh xuân có bạn mùa 3, miệng bảo vui nhưng lại khóc nức nở sau cánh gà. Thí sinh thanh xuân có bạn mùa 3 leo thẳng hot search Weibo. Màn khóc của anh chàng này còn bị các thí sinh thanh xuân có bạn khác trêu chọc. Tôn Diệc Hàng hiện đang là thực tập sinh tham gia show thực tế thanh xuân có bạn mùa 3. Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình, anh chàng này đã nhận được kết quả không như ý muốn nên đã có một phần đoạn khóc leo thẳng lên hot search Weibo. Cụ thể khi xem kết quả của mình, Tôn Diệc Hàng đơ người nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ đến khi ra sau cánh gà, anh chàng mới bật khóc nức nở. Các thí sinh khác lúc đầu còn vỗ về an ủi Diệc Hàng, nhưng sau đó họ liền lấy máy quay ra trêu chọc anh chàng. Thí sinh Liên Hoài Vĩ cho rằng, nếu cảnh Tôn Diệc Hàng khóc được lên sóng thì sẽ được lên search Weibo, và quả y như rằng người ta đang tâm trạng mà cũng không yên nữa. Vui kiểu gì mà khóc nức nở sau cánh gà như thế này vậy nhỉ? Và các thí sinh khác liền thừa cơ trêu chọc cậu bạn Tôn Diệc Hàng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.